tin giáo sứ Phú Long giáo sứ Phú Long trong đêm mừng Chúa Giáng Sinh lúc 19 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2018 diễn nguyện mừng Chúa Giáng Sinh được diễn ra để dọn lòng cho mọi người bước vào thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh đêm an bình con Chúa vừa ra đời thánh lễ được diễn ra ngay sau buổi diễn nguyện trong thánh lễ kinh vinh danh được sướng lên một cách trang nghiêm và long trọng các tín hữu cùng đồng thanh chúc tụng Chúa trong bài giảng, cha du xe Nguyễn Văn Thần, chánh xứ giáo xứ Phú Long, nhấn mạnh, ngôi hai nhập thể làm người để cứu chuộc nhân loại. Mẹ Maria khiêm nhường vâng nghe lời thiên sứ truyền. Thánh du xe chấp nhận mẹ Maria và luôn ân cần giúp đỡ. Những điều đó đã làm nên một gia đình thánh. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí sốt sắng, trang nghiêm. Sau thánh lễ, mọi người ra về kết thúc trong sự bình an, niềm hạnh phúc nhân ngày Chúa Giáng sinh.